VinFast, nhà sản xuất ô tô tiên phong của Việt Nam, tỏ ra có ý định cạnh tranh trong thị trường ô tô toàn cầu. Quả thực, những mẫu thiết kế xe đầu tiên vừa được đưa ra đã chứng minh họ hoàn toàn nghiêm túc. Vào tháng tới, VinFast sẽ đưa hai mẫu xe ô tô sedan và SUV tới triển lãm Paris Motor Show. Cả hai mẫu xe này đều được thiết kế bởi Pininfarina, ông lớn thiết kế xe ô tô của Italia, đối tác của VinFast. Để chọn ra hai mẫu thiết kế này, VinFast đã đặt hàng 20 bản vẽ từ 4 hãng thiết kế từ Italia. Sau đó, thương hiệu này đã mở cuộc trưng cầu dân ý với hơn 62.000 người tham gia nhằm chọn ra hai mẫu xe được ưa thích nhất. Mẫu xe sedan được thiết kế tinh xảo và kế thừa những nét đẹp tinh tế từ các hãng xe khác như Ford, Hyundai, Open, Volkswagen, từ đường gấp chạy từ đèn sau đến đèn trước, cho đến cột bê được sơn đen và khe hút gió nối cửa trước và cửa sau đều thể hiện sự cầu kỳ trong thiết kế sedan của VinFast. Dựa trên những hình ảnh công bố, thì mẫu xe SUV của VinFast được thiết kế khá cơ bắp như các dòng xe crossover đang hiện hành. David Leon, giám đốc thiết kế của VinFast chia sẻ, điểm khác biệt của xe VinFast là những đường nét thanh lịch và những chi tiết được thiết kế tinh xảo. Đó là những điểm tạo nên sự nổi bật cho những chiếc xe VinFast. Điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là logo chữ V. Những đường nét xuất hiện trên logo V được đặt trên lưới tản nhiệt. Đó là biểu tượng liên quan tới quốc gia Việt Nam, tương đồng với các thương hiệu khác của Vingroup nói chung và VinFast nói riêng. Cùng với sự hợp tác của Pininfarina, chúng tôi đã cẩn thận điều khắc từng nét chi tiết trong logo để thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam và sự ấm áp năng động của con người, David Leon nhấn mạnh. Thật bất ngờ khi đó là những chiếc xe đến từ Việt Nam và sẽ rất thú vị để chờ xem VinFast sẽ định vị thương hiệu như thế nào nhằm cạnh tranh với các hãng ô tô đã có tên tuổi khác trên thị trường toàn cầu. Theo Thúy Chi, VTC.